Tất cả ngồi yên. Con run cái gì? Hả? Cả ngày chỉ biết đánh nhau thôi. Hả? Con nhìn xem cái tay của mẹ ai cắn đây? Hả? Con nhìn xem ai cắn? Hả? Khóc hả? Khóc là giải quyết được vấn đề hả? Ừ. Qua bên kia ngồi phạt cho mẹ. Nhanh lên. Ừ. Quay lại đây. Ờ, ngồi lại đây. Thế lần sau có còn đánh nhau nữa không? Hả? Lần sau có còn đánh nhau nữa không? Hả? Lần sau mà đánh nhau như vậy nữa là bị phạt đúng không? Ừ. Ngồi lại đây. Ngồi qua bên này. Ngồi qua bên này. Thế vẫn còn muốn đánh nữa à? Hả? Ngồi thẳng dậy. Ừ. Con ngồi thẳng dậy, giơ hai tay lên cho mẹ. Nhanh lên. Ừ, đúng rồi. Xem cái tay của mẹ đây, ai cắn đây? Hả?